thì thật sự là không biết tiếng Anh thì rất khó. Không biết tiếng Anh thì cái lúc mà cần mình bảo người ta truyền cho mình thì mình không biết nói như nào, mà những lúc mà mình cần người ta hỗ trợ mình thì mình không biết như nào. Thì thế nên là bây giờ Tài cố gắng học những cái từ mà chuyên ngành về bóng đá ấy, những cái từ mà cần thiết trong bóng đá thì mình sẽ nói nhanh, hoặc là mình sẽ trao đổi ở trong sân tập. Các buổi tập thì mình sẽ cố gắng trao đổi để vào sân thi đấu các bạn ấy hiểu mình. Ví dụ như kiểu là support có nghĩa là hỗ trợ, cross thì có nghĩa là truyền, và shoot hoặc là kiểu ship là chích qua đầu các thứ thì mình sẽ, hoặc là như kiểu 1-2 thì là đập tường 1-2. But the problem no you stupid no coach speak. Okay coach, me need warm up. No warm up, no play. You understand? So it's easy. But coach speak so say okay. You come bro, 2 run you tired. Yes, many run tired. You thought only 2 run. But no score. But very tired. Score, wow, no tired. You know? Yeah, but many chance, you know. Me and you support. And me, one time me, go cross. Yes. So say come late. Yes. Defend cross, long ball, you hand, but so say no behind, just say long, no close, no support. Me always go take all ball, but back. Me no go up, me go back, no. Yeah. Me go one person back. Win Hanoi, but now lost Thành Phố Hồ Chí Minh, no problem. No, it's good, no problem. Yes, football. Easy. But, tôi cảm thấy các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An có một điểm chung, đó là rất ham học hỏi. Tất nhiên, không ngoại lệ với Hồ Tuấn Tài. Cậu ấy là một người ít nói, khá vui vẻ và rất muốn học hỏi những ngoại binh như chúng tôi về tiếng Anh và cả chuyên môn nữa. Tôi hỗ trợ cậu ấy, thi thoảng cũng chia sẻ kinh nghiệm về tì đè, về kèm người và cả dứt điểm. Những kỹ năng rất cần thiết cho một tiền đạo. Tuấn Tài là một trong những người rất tiềm năng và là người bạn đồng hành với tôi. Chúng tôi có thể nói đủ thứ chuyện, cả về chuyên môn lẫn sinh hoạt. Và những điều như vậy không chỉ giúp tôi hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, mà còn giúp đồng đội của tôi nói tiếng Anh tốt hơn nữa.